Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay là ngày chính bên em chạy chương trình khuyến mại ngày 20 tháng 10 năm 2024. Thì đang nhập về cho tất cả các bác những cái dòng sản phẩm hàng hot để mà giao đến cho gia đình nhà khách hàng. Sản phẩm TV ở trước mắt các bác xem là lô của thương hiệu là LG. Đợt này sẽ có về cả dòng NanoCell này, QLED TV này hay là OLED TV đều có đầy đủ rồi nhá. Đây là sẽ con đầu tiên là chúng ta sẽ có Nano là 81 này. Đúng không ạ? Phía bên này thì một con TV OLED TV, màn hình TV là 65C4 này. Đấy, màn hình TV cực đẹp luôn. 65C4 nhá. Hàng rất zin luôn. Hàng là mới nguyên đai nguyên kiện từ nhà sản xuất chuyển về bên siêu thị bên em. Đấy, để có mà chúng ta có những cái hàng để giao đến nhà khách hàng. Sản phẩm TV 65 QLED 86 TSA cũng là một con hàng hot trong dịp này. Đấy, 65 QLED 86 đây. Cái con hàng to to này. Ủa, một con này, hai con này, 65 inch đều là mới 2024 rồi nhá. 65 QLED 86 tiếp theo này, đây 65 inch QLED 86 đọc ngược nó này thành 96, 98 đấy, các bạn nhìn thấy không? Ủa, với vì sao lại phải lộn ngược như này? Vì là trong quá trình mà bên hãng họ giao hàng đến tận siêu thị, chúng em sẽ tiến hành mà bỏ cái đai này ra, bỏ cái đai này ra và bỏ cái lắp này ra. TV vẫn để trong hộp nhé, và em cắm điện lên nguồn xong em lại đóng cái hộp này, đóng cái nắp này lại. Chứ TV hoàn toàn vẫn để nguyên hộp như này. Bây em chưa có bỏ ra. Để làm sao để trong quá trình mà chúng ta nhập hàng vào kho là đảm bảo TV chúng ta không bị vỡ màn hình, TV lên nguồn điện là chúng ta nhập vào kho đúng không ạ? Và quá trình đến nhà khách hàng đảm bảo đến khách hàng là nhận hàng được yên tâm. Đấy, tránh quá trình mà có một cái sơ sẩy nào đó mà bên hãng họ giao đến bên em mà bên em cứ thế mà chuyển vào kho mà đến lúc giao đến nhà khách hàng nó bị làm sao đó thì không biết là đổi trách nhiệm vào cho ai, đúng không ạ? Ok, và sản phẩm TV 65 QLED 86 thì em đăng kê ở phía bên này là một trong những dòng sản phẩm đang được tặng kèm thêm hệ thống xoa loa của Sao 3. Trị giá lên đến là 7.490.000. Với sản phẩm 65 QLED 86 TSA đời 2024. Màn hình chúng ta sẽ có màn hình TV QLED hỗ trợ chip là chip A8. Bộ vi xử lý mạnh nhất của thương hiệu LG có mặt hiện tại bây giờ. Bộ vi xử lý A8 rồi nhá. Có A9 thì chắc chắn là ít gặp rồi. Rất ít gặp. Với sản phẩm này có A8 này, bộ vi xử lý A8 và chúng ta có được tặng kèm thêm bộ loa Sao 3 bảo hành điện tử 3 năm. Bảo hành 3 năm rồi nhá. Màn hình TV 65 inch mới 2024. Và con này sẽ được là tần số quét 120. Chip mạnh, màn hình đẹp và bảo hành lâu. Hình ảnh tốt, thiết kế đẹp. Giá tiền hợp lý với tầm giá là 20.160.000 được tặng kèm hệ thống loa Sao 3. Ok, con này là con đầu tiên. Con thứ hai mà bên em đang có để chạy chương trình cho các bác trong cái dịp 20 tháng 10 đó là các dòng sản phẩm TV của các thương hiệu, ví dụ như là của bên này là chúng ta sẽ có của Samsung. Samsung đang chạy chương trình đó là con sản phẩm TV là 65 inch và 75 inch. 75 inch thì đang chạy con 75Q8 nhé. 75Q8 này. Giá 28.990.000 được tặng kèm thêm một cái loa T40. Cái loa này thì chắc chắn trừ được khoảng 1 triệu thì chúng ta còn 27.990.000 thôi, đúng không ạ? Còn có 27.990.000 nếu các bác không lấy cái loa này là còn 27.990.000 cho cái sản phẩm TV 75Q80D của 2024. Sản phẩm này cũng được thiết kế đẹp và con chip cũng là chip mạnh nhất. Bên em chạy cho mọi người đều là những dòng sản phẩm có cấu hình cao, chip mạnh, chip NQ4 AI và thế hệ Gen 2 của nhá, bộ vi xử lý NQ4 thế hệ thứ 2. Với nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K bằng 20 mạng mô phỏng thần kinh công nghệ AI. Âm thanh có âm thanh Dolby Atmos và âm thanh gấp đôi so với cái dòng sản phẩm bình thường là 20W. Thì con này sẽ là 40W. Thiết kế cũng mỏng và sang trọng với Q80D nhá. Q80D của 2024. Chân kim loại ở chính diện. Thì hai con đầu tiên thì đều chân kim loại ở chính diện rồi. Còn một con sản phẩm nếu mà các bác không thích chân kim loại chính diện thì các bác có thể lấy cho em sản phẩm TV của bên Sony bên này. Thì nó không có chân chính diện, nó có chân hai bên. Cũng là một con có cấu hình cực mạnh luôn. Chip mạnh nhất đó là chip XR. Với chip XR của thương hiệu Sony, chúng ta sẽ tích hợp trên sản phẩm 65X90K. Con này cũng là một trong những con hàng hot trong cái dịp 20 tháng 10 này. Anh chị em nhà mình mua có thể tặng các chị. Với giá tiền là bao nhiêu? 17.690.000. Cho phân khúc TV là 65X90K. Màn hình có hỗ trợ tần số quét 120 và chip mạnh nhất, chip XR dành cho cái dòng OLED TV hoặc là mini LED TV đời của 2023 rồi nhá, sản xuất 2023 cho các bác con sản phẩm TV này. Thiết kế chân ở hai bên, nếu các bác không thấy thích LG hoặc không thích Samsung ở chân ở giữa thì người đổi sang chân hai bên như này. Đây là chân chống hai bên này, chân nó là chân kim loại rồi nhá. Đây ạ,
chân kim loại có hai kiểu đẻ, các bác có thể đẻ cao như này hoặc các bác có đẻ sát sát đất như này, sát cái phần mặt này thì đều được nhá, cả hai con. Sản phẩm TV của bên Soli sẽ hỗ trợ các bác cái công nghệ đèn nền Dilek Full Array, kiểm soát đèn nền cục bộ và có thêm cả câu lệnh OK Google cho bác lựa chọn nhé. Tôi test cho bác xem nhé. OK Google, Tuấn Long review TV. OK đấy. Các bác yêu mến em thì sẽ tìm thấy kênh của em ở trên YouTube nhé. Các bác nhìn thấy này. Đấy. Đây là kênh ngày 20 tháng 10, đúng không ạ? Hôm nay là ngày chính là ngày 20 tháng 10. Bên em chạy chương trình từ ngày 19, 20, 21, đúng không ạ? Hôm nay là ngày chính 20. Để chạy cho anh chị em nhà mình những cái chương trình giá nó rẻ. Các bạn đã yêu mến em thì nhớ vào kênh Tuấn Long Review, ấn đặng cho Long nút like và nút đăng ký kênh mọi nhé, để ủng hộ em cho các video mới nhất. Đây con đầu tiên, con thứ ba là 65X90K là 17.690.000. 55X90K thì đang bán là 15.430.000 các bạn nhé. Đây là hai con X90K. Một sản phẩm tiếp theo ở phía bên này thì chúng em đang chạy chương trình, đó là dòng sản phẩm của bên Samsung, phân khúc màn hình 65 inch. Màn hình TV là 65Q60D của 2024. Đúng ạ? Thì rất nhiều khách hàng đang về tận siêu thị để xem các dòng sản phẩm TV này. Thì bên em đang chạy chương trình khuyến mại rất sâu. Với 65Q60D đang về còn giá sát là 14.290.000. Tức là nó đang sát giá với các bác mua các dòng sản phẩm TV là 65Q60B của 2023 và 2022. Với sản phẩm 65Q60B đang bán là 13.950.000 cho là 14.000.000. Thì các bác có thể lấy trên con này, cao hơn có tầm độ 300.000 thôi. Chúng ta sẽ được đời của 2024 rồi nhá. TV 65Q60D của 2024 đang cao hơn con 2023 chỉ có tầm 300 thôi. Đấy, rất đáng tiền mua trong cái đợt này. Bình thường ra thì con sản phẩm TV 65Q60D này bên em đang bán giá nó rơi vào tầm trên 15 triệu đồng. Đúng không? Trên 15 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại thì đang bán cho các bác chỉ có trên 14 thôi, để cho nó ngang bằng giá so với các dòng sản phẩm TV Q60B 14.290.000 nha các bác nhá. Đây là sản phẩm TV QLED TV, hỗ trợ màn hình chấm lượng tử và có độ sắc nét cao, hình ảnh tốt và âm thanh nó cũng là có hỗ trợ đồn bái bút của mọi người. Sản phẩm tiếp theo mà chúng ta đang chạy chương trình mà anh chị em nhà mình có thể qua trực tiếp siêu thị để mà đặt hàng và xem hàng. Sản phẩm TV của thương hiệu là TCL và phía bên này chúng em đang kê ở phía bên góc bên này. TCL thì đang chạy chương trình cho các bác con sản phẩm TV phân khúc màn hình 75 inch. 75 inch chúng ta sẽ có con 75P755 các nhá, 75P755. Sản phẩm TV có hỗ trợ các bác cái tần số quét cao, màn hình của nó là 4K thôi, nhưng mà được hỗ trợ tần số quét lên đến là 120Hz. Với các hệ thống âm thanh, có hệ thống âm thanh Dolby Atmos này hay là DTS này. Sản phẩm sẽ có giá tiền hợp lý nhất trong phân khúc màn hình TV là 75 inch, có mặt ở tại siêu thị Ecomax. Với tầm giá là 13.490.000. Thì đây là một cái mức giá mà rẻ nhất từ trước đến nay cho sản phẩm TV, đó là 75 inch P755 của thương hiệu TCL, phát hành trên thị trường năm 2024. Hỗ trợ các bác tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua câu lệnh OK Google hoặc là qua điều khiển đều được mọi nhé. Sản phẩm đi kèm với màn hình có công nghệ đèn nền, kiểm soát hình ảnh tốt và sắc nét, thiết kế mỏng sang trọng cũng như là chân chống ở hai bên, phù hợp với các bác nào mua ở để trong các khu vực phòng có không gian rộng và giá tiền hợp lý. Như các bác có nhìn thấy, con phía bên cạnh là một sản phẩm TV cũng là 75 inch, nhưng mà giá tiền của nó cao hơn khá chi là nhiều. Một sản phẩm TV phía bên này là sản phẩm TV 75C845. Thì C845 nó cho ra các bác một cái màu sắc nó sáng hơn, cùng một video như này, các bác nhìn thấy cùng một cái hình ảnh như này. Đây em sẽ đứng ở chính diện nhé, các bác sẽ nhìn thấy con C845 phía bên này nó sẽ sáng hơn hẳn, với con bên này nó độ sáng nó sẽ trầm xuống. Với độ sáng của con C845 chúng ta lên đến là 2000 nit, còn phía bên này chúng ta độ sáng nó chỉ là 200-400 nit thôi, nó chưa đến những đạt đến những cái dòng sản phẩm TV QLED TV, do đó màn hình LED 4K nó sẽ là tối hơn, đúng không ạ? Tối hơn, tất nhiên là giá tiền nó khác nhau hoàn toàn. Một sản phẩm TV các bác nhìn thấy cái màu sắc nó tươi sáng như này khi mà cùng quay một video, và một sản phẩm TV nó sẽ màu sắc nó sẽ tương đối như này, đúng không? Một con chỉ có 13.490.000 thôi, còn con phía bên này thì đang bán là 24 triệu
24 triệu 190 nghìn, 24 triệu 200, một con 24 triệu 200 và một con là 13 triệu 500, tranh nhau 10 triệu đồng cho phân khúc TV 75 inch, nó hoàn toàn khác biệt các nhá, hoàn toàn khác biệt. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ đi sang các dòng sản phẩm TV tiếp theo đang chạy chương trình trong dịp này với màn hình TV của thương hiệu là LG đang nằm ở bên này. LG thì có một số một con mà BM đang bán khá tốt trong dịp này, đó là sản phẩm TV 65UT7350. Với 65UT7350 thì các bác biết rồi, hàng xuất xứ ở Việt Nam nhưng mà giá tiền rất rẻ luôn, với tầm giá là dưới 12, trên 11 một chút thôi. Thì đối với các bác nào muốn mua sản phẩm TV 65 inch mà màn của LG có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói này, có hỗ trợ điều khiển chuột này, thiết kế mỏng đẹp này, HDR10 Pro này, chip vẫn sẽ là chip A5, bộ vi xử lý Gen 7 giống hệt các dòng sản phẩm cao hơn như là QLED TV hay là Nanocell. Đời QLED TV 80 hoặc là Nanocell 81, Nanocell 76 thì cũng đều sử dụng con chip này thôi, chip A5 thôi. Còn bộ vi xử lý của nó còn A, bộ vi xử lý Gen 7 cơ, rất mạnh luôn cho con sản phẩm TV UT7350 này. Hiện tại với sản phẩm này thì BM đang chạy chương trình về còn có 12 triệu 510 nghìn thôi, cho 12 triệu 500, xin khoác 11 triệu 500 cho mọi người, 11 triệu 500 thôi cho sản phẩm TV này, rất rẻ luôn, trên 11 triệu đồng nhá. Đây con sản phẩm tiếp theo anh chị em nhà mình có thể mua được trong cái dịp 20 tháng 10. Một sản phẩm chạy chương trình giá sốc ở đây là có con 50 của bên LG là con 50UQ801 này, đang bán 8 triệu 590 này, đúng không ạ? 50UQ801 50 inch. Phía bên này thì có con 55 QLED 80 TSA thì đang bán là 14 triệu 190, 55 QLED 80 TSA nhá, 14 triệu 190. Đấy, một số cái dòng sản phẩm TV QLED TV đang có đây. Hôm nay thì có bày thêm cho người sản phẩm TV, đó là phân khúc OLED TV C65C4. Thì ở phía bên kia có một sản phẩm TV 65C4 là hàng nhập về để giao đến gia đình nhà khách hàng. Còn đây sẽ là sản phẩm TV mà BM bày để mọi người đến trực tiếp tại siêu thị để xem hàng với 65C4 mọi nhé. Giá tiền đang bán rơi vào tầm 41 triệu 100 nghìn, 41 triệu 100 cho sản phẩm TV 65C4 mọi nhé. Mọi người mua sắm thì sản phẩm này sẽ được bảo hành điện tử lên đến là 35, chính hãng tại nhà. Đấy, hàng là hàng cao cấp rồi, một trong những dòng sản phẩm cao cấp gần như là nhất của thương hiệu là bên LG. Con này chạy con chip A9 này, A9 là mạnh nhất rồi nhé, chip A9 nhé các bạn nhé, OLED TV C4. Ok, thì đấy là toàn bộ những dòng sản phẩm mà bọn em đang chạy chương trình trong dịp mà 20 tháng 10 lần này. Ngoài ra có con Soli phía bên kia nữa, con Soli bên kia là con 55X75K thì đang bán có hơn 10 em nhìn sao quả có hơn 11 thôi, 11 690, 11 690 cho 55X75K ở phía bên kia rồi nhé. Ok, mọi người yêu mến em nhớ dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.